Anh cũng đi Long Thành Thợ sao? Anh có hiểu tôi nói gì không? Tại nhờ anh bán bông tai dịp dùm. Anh ấy biết nói tiếng Việt Nam. Anh ấy tên là JC. Anh cũng đi Long Thành Thợ sao? Anh có hiểu tôi nói gì không? Tại nhờ anh bán bông tai dịp dùm. Anh ấy biết nói tiếng Việt Nam. Anh ấy tên là JC. Cho ai qua được hết đó. Khổ cái là tại cô bé đòi quá, tôi mới mở cửa ra đó. Cô bé biết là chỗ đó ăn thông với Long Thành Lộ. Ông thử khóa ở Long Thành Lộ gửi cho chìa khóa cho tôi. Lỡ mà bị lạc ra khỏi phố, phải đi qua con đường đó nguy hiểm lắm đó. Ông ấy nói là đừng cho ai vô hết. Có vẻ gấp gáp lắm. Hình như đang đi tìm ai thì phải. Quý luật đã làm khí mạch chạy loạn xong rồi. Không chừng hồn ngọc quốc của tôi đã bị ma ám rồi. Được rồi, muốn tìm cô bé, mình phải mở cửa. Gặp ông thợ khóa, nhớ nói giùm là không phải tới nước lửa đâu nhé. Tôi không khóa cửa, nhớ tới nghe nhé.
con đường này có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cẩn thận nhé. Thiệt ra là không được tới chỗ này.錠前屋が戻ってきたよ。錠前屋の話だと急に空間が歪んでこの町が最上路とつながったそうだ。鏡の角度だけではダメなんだな。よそから歪んでくるとは予想もつかなかったよ。錠前屋が戻ってきたよ。錠前屋の話だと急に空間が歪んでこの町が最上路とつながったそうだ。鏡の角度だけではダメなんだな。よそから歪んでくるとは予想もつかなかったよ。よう、俺だよ。ムキエビは役に立ったかい？俺、こっちで商売することにした。一からやり直しさ。人生長いからな。消えてしまった奴らに比べるとまだ良かった方だよ。よう、俺だよ。ムキエビは役に立ったかい？俺、こっちで商売することにした。
一からやり直しさ。人生長いからな。消えてしまった奴らに比べるとまだ良かった方だよ。Thank you.
tìm thấy cô bé chưa? Long Thành lộ ra sao rồi? Vậy là tại Hồ Ngọc Ước phát ra tà khí, làm khép kín Thái Bình Môn. Làm sao xuống dưới mặt đất bây giờ? Đi bằng thủy lộ được không ta? Có thủy lộ, nhưng thủy lộ bị một luồng tà khí ám mạnh lắm. Ông làm ơn giúp tôi nhé. Tìm giùm tôi Hồ Ngọc Ước. Tìm thấy nó, tôi mới mở cửa cho ông được.
ウェルカーム。やっとここに来ましたね。どうやらグエンのストーンはもののけ使いに力を与えているようです。グエンは写真のテーマを探してこの町にたどり着き、そしてストーンに願いをかけました。彼は繁栄の中に影の部分をファインドしようと考えていたのですが、やがて影ばかりに目を向けるようになったのです。ストーンに満ちた影を求める力はもののけ使いに利用されてしまったのです。ストーンに取り付いた邪気を取り除くのです。水路の入り口はここです。プリーズ。随分と錆びれちまったな。ここいらは機械と呼ばれているんだ。機械の水路には3つの水門があったはずだ。水門を開いて水路の水を流し出せば邪気もよどまなくなる。それそうと水路だからって水の邪気ばかりじゃないぞ。あんたどれが必要なんだい？先回りして様子を見てくるから注意してきてくれ。